Các dự án do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm 2013 đến nay bao gồm dự án tăng cường an toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam, dự án thành phần 1, dự án đầu tư bền vững hóa công trình trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Quảng Bình đến Kon Tum, dự án sửa chữa, khôi phục mặt đường quốc lộ 5, song với tiến độ thi công như hiện nay, khó về đích đúng tiến độ. Cụ thể, đối với dự án thành phần 1, dự án đầu tư bền vững hóa công trình trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Quảng Bình đến Kon Tum đã đạt được 95% khối lượng hợp đồng. Tuy nhiên, hai cầu Đắc Mát và cầu km 1456+149 mới thực hiện được 15%. Dự án sửa chữa mặt đường quốc lộ 5, các gói thầu 9-10 áp dụng công nghệ mới cào bóc tái chế tiến độ hiện nay đang bị chậm so với kế hoạch. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2013. Đối với những dự án còn lại, yêu cầu nhà thầu chính rà soát lại tiến độ với những nhà thầu phụ không đảm bảo chất lượng phải được thay thế. Đồng thời trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn giao thông, nếu không nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.